chào tất cả các bạn đang là khách hàng cũng như là các đối tác của Lê Hương. Thì hôm nay Lê Hương sẽ giới thiệu một cái quy trình may hoàn thiện một bộ đồ vest dành cho thiết kế hoặc có thể gọi là may đo. Thì tất cả các khách hàng trước khi đến với Lê Hương thì sẽ được Lê Hương tư vấn chọn qua các bảng vải cũng như là các màu vải làm sao cho phù hợp với giá tiền cũng như cái phòng của mình hoặc là công việc của mình. Thì sau khi tư vấn xong, Hương lấy số đo xong và Hương sẽ ra dập tấm mẫu như này. Hương sẽ chỉnh sửa theo các số đo, ví dụ như là ai muốn béo hơn gầy thì Hương sẽ bắt đầu vẽ. Ví dụ như là bình thường thì các bạn là vẽ không đánh eo, thì trong khi mẫu thì Hương sẽ thiết kế như này, Hương sẽ tạo eo ở trên các cái bản mẫu này của Lê Hương. Vừa rồi là Hương đã cắt xong một bộ quần áo và bây giờ Hương sẽ bắt đầu là đi vào để may. Bây giờ Hương sẽ may, đây là một cái thân trước thì Hương sẽ ghép lại với nhau. Hương đang khâu tay áo này, đây là tay áo vest. Thì bây giờ Hương đang khâu được một nửa và Hương phải ngắm lại để làm sao cho nó cân đối với cái tay. Ví dụ làm sao cân đối tay với túi cho nó lên cho nó đẹp. Thì Hương sẽ khâu như này và khi mình cảm thấy đẹp thì bắt đầu Hương sẽ làm hoàn thiện hết. Vừa rồi là Hương đã khâu lại hai bên tay. À, bây giờ Hương đang cho lên mặt canh để thử lại xem là các cái phần đường may cũng như đường bụt của mình đã phẳng chưa. Và quan trọng cái form áo này, vai, ve cổ, như là tay áo, thì áo vest quan trọng nhất là cổ áo này, vai áo và tay áo. Đó, còn form áo thì cũng do từng người cắt thôi. Đó, kiểm tra xem đường may của mình đã đẹp chưa, phẳng chưa, và bắt đầu sau đó mình sẽ đi vào phần lạo và hoàn thiện. Và vừa rồi thì Hương đã hoàn thiện một bộ đồ vest dành cho khách hàng muốn may hoặc là thiết kế riêng cho mình, gọi là vest may đo. Thì ví dụ như Hương đang đang treo canh này, như một cái mẫu hoàn thiện như này. Và nếu như ai mà có nhu cầu may vest cho công ty hay là may âu phục cho công ty hoặc là doanh nghiệp của mình thì hãy liên hệ với Hương theo số điện thoại 0948 95 4848. Thì Hương sẽ tư vấn trực tiếp các bảng vải hay là các màu vải làm sao cho phù hợp với giá tiền hoặc là màu sắc của công ty của mình. Địa chỉ của Hương thì vẫn ở số 5 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2 Biên Hòa, Đồng Nai, và 232 Trần Ngọc Lên, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thì liên hệ với Lê Hương nhé, thì Hương sẽ tư vấn cho tất cả các anh chị em mình có một bộ trang phục phù hợp nhất và giá tiền cũng hợp lý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.